Chuyện ơi, làm thế nào để biết là con đã mang hồ thiên rồi chú? Con có quay về hướng đông bắc thì tự mình đặt thiên không? Con đặt là thiên quốc bảo. Khi con đặt xong thì con muốn biết là có linh nghiệm hay không thì con phải kiếm cái dấu này con đeo, thì tự nhiên con có thể có cảm nhận là con khác hơn những người bạn bình thường của con chút. Nó nói gì con cũng thấy là con khôn hơn nó, thì lúc đó con sẽ có chánh kiến hơn. Rồi tại sao con lại có nhiều sự gia hộ và may mắn hơn, đúng không? Con nhậu mỗi ngày 3 lon bia, hôm nay con cũng chán nhậu, chỉ một lon lai lai cho ăn uống tươi cơm thôi. Thì mỗi một thứ cái xấu đó, nó sẽ giảm bớt khi con tự khấn hồ thiên, vì tất cả các chư vị sẽ độ hết tất cả những quý con thiên trong cái buổi sàng lọc này đi về trời. Nếu con còn mang những tật xấu trước khi mang hồ thiên thì là chuyện không biết à. Tại vì ngoài bên cõi vô hình đó, khi mình nằm ở bệnh viện mà hấp hối á, nó bao la lắm, nó không phải là 8 đường 12 đường, mà nó vô số quỷ ma, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cửu quyền, người ma này ma nọ, nợ này nợ kia, nó đến nó đòi, nó kéo tay con cũng quản luôn á, con cũng không biết về đâu. Con người lúc sống á, cái người mà khổ nhất mà đưa cái đầu mái chém là mình thấy sợ là đau, đúng không? Nó không có nhằn nhò vậy. Khi mình rời khỏi cái thân xác mình á, cái đó nó khủng khiếp hơn gấp vạn lần, nó đau đớn và đồng thời nó rất là hoảng sợ, bóng tối không à, ma quỷ kéo mình. Những cái chuyện kinh nghiệm sao mình coi nó còn hơn vậy nữa. Cũng giống như cách đây 2 3 ngày, hôm nay môn Phật sinh ngày Đại Thánh Nhân, là ngày hình như 13 tháng 6 hả, ngày nào á, là 13 người, trong đó là đảng trưởng là ngài Nguyễn Thái Học thời xưa bị Pháp nó giữ lên máy chém, nó chém đầu. Cái đầu của ngài rớt, nhưng mà hôm nay ngài được một vị, là một vị rất là cao, một vị thần, là Hồng Thiên Sông Núi đang lo cho nước Việt đó, quý vị biết không? Cho nên ai mà lại ngài hay kính ngài đó, ngài sẽ gia hộ. Cái chức của ngài bên kia rất là lớn, à, ngài cũng thường xuyên tiếp chuyện với Kiệt nè, ngài là người dạy Kiệt rất là nhiều á, nói thật. Thì ngài Nguyễn Thái Học chết không